bây giờ mình ngồi sao nè? Anh Henry. À, nói một câu đi, ngồi sao? Sang kẻ. Sang kẻ. Vậy là em với Linh ngồi kẹp anh rồi đó. Khỏi nói nhiều. Đang trời. Sorry. Đang em đã chiếm cái chỗ này rồi. Vậy mà em vẫn bị đẩy. No, em đã có chỗ khác rồi. Xin lỗi bộ, xin lỗi bộ ba, chúng tôi không chào đón em. Ủa em thì em đòi thằng em trai của Henry. Giờ em đòi ngồi cạnh Henry là sao? Trong khi chị em là lâu ở đây. Em đòi nha, tại anh phải take care là nước uống cho mọi người. Tại vì em đào lên chợ bông em đi qua. Tại vì tối nay em nấu ăn cho nên là anh sẽ dành phần ưu tiên cho em ngồi gần anh. Trời ơi, lại cho ngồi gần ổng không là chú chúa hay gì hết. Nhưng mà giờ muốn không? Không. Ok, vậy đổi. Nhưng mà chị Linh mà. Linh qua đây ngồi nè Linh. Tức em chị lại dưới hả? Không muốn ngồi gần Đan nữa. Thôi nói nghe nè mọi người ơi. Nói nghe nè, bữa nay là đêm cuối của tụi mình á. Cho nên là mọi người cứ nhiệt tình hết mình ha. Với lại anh cảm ơn Đan, cảm ơn anh Củ Mì với lại các bạn đã hỗ trợ cái buổi tối hôm nay. Mình cho bạn hỗ trợ nha. Cảm ơn tất cả mọi người về những ngày tháng mình đã chịu đựng nhau. Ngày chứ có tháng nào ra. Mọi người ơi, mình cùng lấy cái nào. Bao nào. Vô. Bữa tiệc vừa bắt đầu thì chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Chị Thảo. Sao? Mấy ngày nay chị có cảm thấy mọi người khó chịu với chị không? Bình thường ạ. Chị lúc mà chị đặt cái nít chị xuống ngồi, chị có thấy đâu có mưa gót sẵn không? Là sao? Kế vị trí của anh kìa. Cái túi em mà chị đợi xuống đúng không? Nếu mà thật sự chị là một người tinh tế á, thì một cái liêm kế bên người đàn ông thì có thể á. Có một người nào đó ngồi kế bên đó rồi. Chị ngồi ở vị trí đó thì ok, em ngồi vị trí khác. Nhưng mà khi chị để cái túi người ta xuống đất á, chị nói, em ơi chị để túi xuống đất được không? Hay là sao đó. Tinh tế thế sếp. Phong có giúp chị được đâu được nhìn thấy không? Tinh tế thế sếp. Phong có giúp chị được đâu được nhìn thấy không? Đâu, chị đang xem thì nó đang đi đâu thôi mà. Chị có muốn nói gì với em không? Một cái lời chị rất là xin lỗi gì đó. Nếu mà đồ cá nhân của chị mà em đặt xuống đất không qua cái sự hỏi ý của chị á, trong cái vị trí hồi nãy là không có ngồi, em nói khéo á, hai người mới sát lại với nhau. Một cái vị trí không ngồi mà cái túi người ta để ở đó, mình ngồi vị trí của người ta mình lại để cái túi xuống đất thì em không liên quan đến câu chuyện những ngày qua. Nhưng em là con bé trời sinh nóng tính. Vậy em kỹ tính nữa. Thì đối với chị, em là người luôn hỗ trợ chị, luôn nói chuyện với chị nhiều đúng không? Nhưng mà em là kỹ tính hơn em. Dạ hơi nóng tính nữa. Hồi nãy cái chỗ này là của em. Em ngồi cái hành gì, chị ngồi xuống đây, em không nói gì hết. Cái túi em cũng để đây. Nhưng mà chị đợi túi em xuống. Ừ bé, túi này của ai vậy? Ừ bé ơi, anh ơi gì đó, em đợi túi xuống đây gì đó được không? Vật dụng của người ta cái. Mình để cái túi xuống đất mình nói cho. Ok, hồi nãy lúc thì chị ngồi vào chị thử thấy cái túi và chị có hỏi là ủa cái túi này của ai vậy ta? Nhưng mà không ai trả lời hết thì chị kêu là chị trong lòng suy nghĩ là ờ không biết có đặt xuống đây được hay không. Giờ chị cũng mới đặt xuống thì chị không biết đó là túi của em. Thì ok, tại vì là chị nói nó không ai trả lời hết. Nên là em ngồi kế xin không lên tiếng. Ủa chắc anh không để ý chút gì, anh xin lỗi. Ủa đặt túi xuống lúc nào? Lúc mọi người đã ngồi vào đây chưa? Chưa. Chắc là mình thiếu chỗ để ngồi hay sao phải đặt túi xuống đất? Không, tại vì cái túi nó ở trên này, tại vì em nghĩ là mọi người sẽ vào đây ngồi. Nếu mà bình thường em cũng tinh tế được như vậy thì tốt nha. Hả? Uống cái đi. Cùng nhau cái đi. Ngày cuối rồi, giữ lấy đi. Hoang mang, nhiễm biến mát. Đâu, chị góp tí gió thôi. Bà là góp lửa chứ bà không có góp gió. Tính ra là bọn mình lành tính đấy. Biển mà trong lỗ tai. Cái tội. Em đỡ kỹ tính. Chị biết đúng không? Những cái thứ mà vừa về tất cả bọn mình đều kỹ tính và rất ghét người khác chạm vào đồ của mình. Đơn giản đi, khi đi ăn quán tiệm gì là đũa muỗng chén đuổi thế em lao hết. Chính xác. Em rất là kỹ tính. Có thể là việc này bình thường mà tính người ta như thế nên là mình cũng thông cảm. Không phải ai cũng được cái sự tinh tế như vậy. Bà là thiên gió, bà là thiên gió dưới lửa luôn á.
Hôm nay chị xin lỗi em rồi đúng không? Hả? Chưa, nó có nói gì đâu. Nghe cái quan sát của em. Em nghĩ là con đó nó xin lỗi mình. Cái quan sát của em á. Cái đốt. Trai đẹp, xin lỗi em nè. Hả? Cái gì? Trai đẹp. Cái gì trai đẹp đó đây? Nếu mà sinh ra đã không có giáo dục rồi thì sự việc vừa rồi thì cũng là một phần nguyên nhân mà em không muốn ngồi dự tiệc chung với mọi người nữa. Thì em nghĩ cái việc mà để túi sách dưới lại, túi sách ở dưới cái mặt đất thì cũng là bình thường. Tại vì là có thể cái tính cách của em thì kiểu như là không có quan trọng những cái vấn đề đó. Và thường xuyên cái túi sách của em cũng thường xuyên là để ở dưới đất hoặc là để ở đâu cũng được. Nên là em lúc đó thực sự là em không nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện để cái túi sách dưới đất là cái chuyện mà nó to tát đến mức như vậy. Có thể Đan là một người kỹ tính nên là cái việc làm đó của em làm cho Đan cảm thấy hơi khó chịu. Thì em lúc em có suy nghĩ lại thì cũng có thể là thì đúng là em có hơi không có gọi là tinh tế giống như mọi người nói lắm. Đáng lẽ em phải hỏi xem thử là túi này của ai và có thể là xích cái túi đó qua một bên vẫn để ở trên ghế chẳng hạn. Dõi người ta để trên ghế quăng xuống đất. Để mình kiểm tra trước. Trong khi đâu phải là thiếu ghế để ngồi. Không, cái chỗ ngồi này là đây cái ly có sẵn em với hai đứa ngồi. Cái em với ngồi. Lại. Vấn đề là cái ly cặp gì nè. Chị hiểu vấn đề là không thiếu ghế để mình ngồi đúng không? Mà kiểu rất mất lịch sự luôn á. Người ta đã cả một buổi người ta nấu cho ăn nè. Ăn xong vác đít đi. Xin chín giờ sư phụ. Nguyên đám này chứ đâu? Nguyên đám này nấu cho ai nấu? Sao cô bằng ổng xuống trước, ổng rửa rồi ổng vệ sinh hết. Mày ăn xong vác vác đít đi. Nói một tiếng. Vui quá. Chị thích. Thích cái gì? Chị thích ăn chứ. Em nấu dỗ em xin đẹp mà. Ừ. Hơn trưởng đó. Em ơi nó nặng em nhẹ nhàng vậy hơi nhẹ nhàng vậy mới ghê đó. Nhưng mà em thật sự em rất là kỹ tính vậy, em rất là khó tính, cái điều này ai cũng thấy rồi. Đúng. Em như cũng, đây em ấy cũng khó tính. Để em cầm cái gì của ai đó em sẽ lên tiếng. Vậy đúng. Em sẽ bất kỳ cái gì đó em sẽ. Nhưng mà em biết tới cái là cái giao tiếp cơ bản. Cái là gọi là cái ý thức nữa. Quan trọng là nhân cách con người. Em mới biết ngay, bởi vì em nói là em không biết. Những ngày vừa qua anh cũng mì anh biết hả? Anh biết chuyện gì không? Không. Con Thảo nó đi nói là nói với anh là cặp đôi bí ẩn. Anh với nó yêu nhau. Em là mềm phong, ta cặp mọi thứ đó hiểu không? Đúng không? Anh xác nhận đi đúng không? Đừng nói luôn. Thân phận của em, em không có nói với lại các bạn nữ cũng như các bạn nam luôn. Cái việc này thì chỉ là do là Phong tự phát hiện ra chứ không có ai nói cả. Em vẫn luôn giữ bí mật với tất cả mọi người. Nhưng mà Phong là một người quan sát. Bạn nó có quan sát. Và bạn nó cũng... Em cũng không biết là tại vì em làm hành động gì hoặc là cũng vì làm hành động gì. Bạn nó đã nghi rồi. Và lúc mà tụi em đi chèo thuyền thúng ấy, là cái lúc đó là bạn nó có hỏi kiểu như hỏi gài em thôi. Và em cũng trả lời một cách kiểu giống như theo phản xạ của em. Và em là bạn vì bạn đó phát hiện. Hổ quá là hổ. No, đi ra đây. Chiều ấy, cái câu đầu tiên em nhớ là em hỏi anh về chị Thảo đúng không? Đúng không? Em không muốn em dính líu bất kỳ chuyện gì phiền phức trong showbiz hay những cái ngành nghề khác. Em đã nói thẳng luôn. Em nói thẳng luôn, em không muốn dính đến những cái chuyện phiền phức như vậy. Đừng có lo em vô nha. Coi như thương em hại gì cũng được nha. Tại vì nếu như mà anh đã có đối tượng của mình thì anh phải đính chính thôi. Đừng có làm ảnh hưởng. Đúng, anh phải đính chính cái thông tin này. Ảnh hưởng tới em nữa. Đó là ví dụ cuộc sống như của em nữa. Tụi em biết là anh đang thích Đan. Nhưng mà cái thông tin này nó làm cho chưa chắc đã thích. Chưa chắc đã thích. Cái thông tin em nghe nó còn sai trái hơn đó. Đừng mệt hơn. Tại hai người dung lúc nữa là mọi người cũng nghi ngờ phải. Nhưng mà thực ra chẳng ai sắp xếp kiểu đó. Anh rất là khó chịu khi mà anh phải cùng một ngày. Thì đâm ra là anh bị rớt vào viện tình nghi lớn nhất. Không, nhưng mà em tin anh mà, đúng không? Nhưng em tin anh về anh rồi.
Nhưng thật sự là anh không có muốn quan tâm tới những chuyện của các bạn, của mọi người. Yeah. Anh chỉ muốn mọi người vui. Vui với đúng. Nhau. Ừ. Thì mọi việc anh làm được là hướng tới cái việc là gom mọi người lại với nhau thôi, cho nên mọi người lại với nhau. Nói chung là em vẫn chọn phương án là em tin anh. Và em đã nhìn thấy anh ngay từ ngày đầu là anh là một người chân thật. Anh không có điều giấu bằng em. Anh nghĩ là Thảo không có cố tình đâu. Cho nên là mọi có gì nói chung là không có cố tình đâu. Thì không cố tình. Hơi, không. Hơi... Em đồng ý chuyện Thảo không cố tình. Tại cái tính trước giờ vậy. Cái tính nó vậy. Cái tính nó vậy. Anh mắc gì anh hồi không? Đây so xuống mắc gì anh hồi. Không mà anh nghĩ anh chưa có thế. Thế rồi. Đâu. Lỡ khi Thảo tôn trọng hả mọi người, Thảo sợ mọi người là không có ghế ngồi, Thảo để cái túi xuống để dành chỗ rộng rãi cho mọi người ngồi thì sao? Đó. Anh nghĩ là không có cái gì cố ý trong đó đâu. Cho nên là hy vọng là mọi người đừng có để bụng nha. Đôi khi do cái tính cách của Thảo đúng, Thảo em đồng ý. Có được mà gọi là... Tinh tế. Không ra là vậy á. Cái từ tinh tế là cái từ em nói rất nhiều khi mà nói với Thảo. Thảo nói chung là... Trong cuộc sống này chắc chắn phải có người... Người này người kia. Nên mình không thể nào mà gọi là muốn hết tất cả được vậy được. Như vậy thì anh Jason quá tuyệt vời nè. Trong khi đêm qua vừa cãi nhau nảy lửa. Ủa đêm qua anh vừa cãi nhau nảy lửa với Thảo đúng không? Anh nhưng mà bây giờ anh vòng có 5 phút sau là anh nhưng mà bây giờ anh vẫn có thể nói tốt cho người ta như thế. Hiểu không? Bây giờ sống tốt hay không thì trời sẽ thấy thôi. Không cần phải mà phải hơn thua nhau chi. Bây giờ nói chung là quan trọng là mấy anh em mình ngồi đây chơi hết đêm nay vui vẻ rồi kệ đi quên. Em định là nhắn tin với cụ My rồi, tại vì em định nói là cụ My nếu mà khi mà xong cái tiệc này thì có thể nói chuyện với em, tại vì em đang có một cái vài kiểu giống như là em muốn nói chuyện. Nhưng mà em cầm điện thoại lên xong rồi em nghĩ là thôi dù sao cụ My cũng không có cầm điện thoại ở ngoài đó. Mà thực tế là cái việc mà nam nữ trong cái chương trình này mà gặp nhau thì cũng khó. Nên là dù cho có gặp thì chắc cũng không có nói chuyện thoải mái được, nên là em thôi cũng không có nhắn nữa. Em muốn gặp cụ My để nói chuyện là tại vì em cảm thấy cụ My quá thân mật với lại các bạn khác. Và kiểu giống như là những lúc mà em có xảy ra chuyện hay này nọ, cụ My cũng không quan tâm và cũng không hề biết luôn. Và như cái chuyện hồi nãy xảy ra thì cụ My cũng hoàn toàn tránh né cái ánh mắt của em. Nếu mà bình thường em cũng tinh tế được như vậy thì tốt nhỉ. Em chỉ muốn gặp để nói chuyện thôi, còn có chuyện nói chuyện như thế nào và cái kết quả ra sao thì em cũng không có biết.